Hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2022, thứ tư, tuần thứ hai, mùa chay năm chẳng. Trích sách tiên tri Seremia thiên hạ nói rằng các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Seremia. vì tư tế không thiếu lời luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy. Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nói dạy. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con và nghe tiếng quân thù của con. Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ trong con. Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước thánh nhan Chúa để biện hộ cho họ. Chúa đã nguôi giận họ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lương từ bi của Chúa. Chúa dặn con xa lưới giò, chúng ngầm trương ra để hại con Vì Ngài là chỗ con nương nâu, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lương từ bi của Chúa Con đã nghe thấy lù đông bàn tan, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi cùng một lúc chúng tụ hợp phản đôi con chúng đã âm mưu sát hại mạng con lạy chúa xin cứu sống con theo lượng từ bi của chúa phần con lạy chúa con tin cây ở ngài con kêu lên ngài là thiên chúa của con vận mạng con ở trong tay ngài xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bắt hai Lạy Chúa xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Chúa phan, vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với ta, vì ta nhân hậu và từ bi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem đem riêng 12 môn đệ đi theo Dọc đường người nói với họ Này chúng ta lên Jerusalem Và con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ Người ta sẽ lên án tử cho người Sẽ nộp người cho dân ngoại Để chúng nhạo bán, đánh đòn Rồi treo người lên thập giá Nhưng đến ngày thứ ba Người sẽ sống lại Bây giờ, bà mẹ các ông CBD cùng với hai con đến gặp người. Bà sắp mình xuống lại người, có ít xin người điều chi đó. Người hỏi, bà muốn gì? Bà ta thưa lại, xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài trong nước ngài. Chúa Giêsu đáp lại, các ngươi không biết điều các ngươi xin, các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người, thưa được. Người bảo họ, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được như vậy mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em chúa giêsu gọi họ lại mà bảo các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ giữa các con thì không được thế trong các con ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tới các con Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ Nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuột cho nhiều người Đó là lời chúa Lạy Chúa Kỳ Tô ngợi khen Chúa Phục vụ đích thực Con người đến không phải để được kẻ hầu người hạ nhưng là để hầu hạ và hiến dân mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mắt theo chương 20 câu 28 Suy niệm Cho đi để được cho lại là tính toán thường tình của con người. Có người làm ơn làm phúc để được đền đáp. Có người hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến. Tiền tài, danh vọng, quyền bính lắm khi ẩn nút sau những công việc mà có người gọi là phục vụ cuộc sống của Chúa Giêsu đã đem lại cho hai chữ phục vụ ý nghĩa đích thực. Phục vụ là làm công việc của một người tô tớ. Người tô tớ thời Chúa Giêsu chỉ có một hiện hữu duy nhất, đó là sống cho và sống vì người khác. Như vậy, phục vụ đích thực là sống trọn vẹn cho tha nhân và vì tha nhân. Mời bạn, Chúa Giêsu đã phục vụ quên mình và quên mình cho đến chết Ngài là mẫu gương cho bạn trong cách phục vụ khi Ngài chết đi cho bạn. Các tông đồ xưa và nay, cả bạn cũng theo Chúa, nhưng từ bỏ mọi sự với một tính toán nào đó. Vì thế, giáo hội mời gọi bạn phải không ngừng hoán cải quay về với Chúa. Trong mọi sự, chỉ tìm kiếm một mình Chúa và vì Chúa mà thôi. Sống lời Chúa, bạn đang sống trong mùa chay. Mùa chay nhắc nhở bạn về ơn gọi của người môn đệ là phục vụ quên mình và ý thức mình là đề tớ vô dụng. Mời bạn tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa bằng những hy sinh và từ bỏ một thói xấu mà bạn hay phạm. Cầu nguyện là Chúa xin cho con biết có tinh thần phục vụ đích thực như Chúa, phục vụ bằng cả khối óc, quả tim và đôi tay. Ước gì con biết chiến đấu mỗi ngày chống lại mọi tính xấu để được sống dồi dào hơn tích 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày. Cuộc săn thỏ. Đức Hồng y e. Carlo Martini, nguyên viện trưởng tường kinh thánh tại Roma và hiện là tổng giám mục Milano Ben, Italia đã ghi lại trong quyển chú giải về phúc âm thánh Gioan câu chuyện sau đây. Vào thế kỷ thứ ba trong giáo hội có vấn đề các tu sĩ ồ ạt rời bỏ cuộc sống tu trì để giải thích cho hiện tượng này một thầy giọng nọ đã đưa ra hình ảnh của một đàn chó đi săn thỏ một chú chó trong đàn đã bất chợt nhận ra một con thỏ thế là chú nhanh nhậu sời đàn chó và vừa chạy theo con thỏ vừa sủa anh ỏi không mấy chốc mấy chú chó khác cũng rời hàng ngũ để chạy theo và cứ thế cả đàn chó bỗng chạy ùa theo tất cả một con chó đều chạy nhưng kỳ thật chỉ có một con chó là phát hiện ra con thỏ sau một lúc săn đuổi chú chó nào cũng mệt lả cho nên từ từ bỏ cuộc bởi vì đa số đã không được nhìn thấy con thỏ chỉ duy chú chó đầu tiên đã phát hiện ra con thỏ là tiếp tục đeo đuổi cuộc săn bắt vậy tu sĩ đã đưa ra kết luận như sau đã có rất nhiều tu sĩ đi theo chúa nhưng kỳ thật chỉ có một hoặc hai vị là đã thực sự thấy Chúa và hiểu được họ đang đeo đuổi điều gì. Số khác chạy theo vì đám đông hoặc vì họ nghĩ rằng họ đang làm được một điều tốt. Nhưng kỳ thực họ chưa bao giờ thấy Chúa. Cho nên khi gặp khó khăn thử thách, họ bắt đầu chán nản bỏ cuộc. Cuộc sống của người Kitô chúng ta có lẽ cũng sẽ phí được với một cuộc săn thọ Ở cửa đầu, ai trong chúng ta cũng hâm hở ra đi, Ai trong chúng ta cũng đều làm rất nhiều cam kết nhưng một lúc nào đó khi không còn thấy gì đến trước mắt nữa chúng ta bỏ cuộc buông xuôi đa số trong chúng ta hành động theo sự thúc đẩy của đám đông mà không cần tìm hiểu lý do của việc làm chúng ta người ta lập gia đình mà không hiểu đâu là cam kết của đời sống hôn nhân người ta gia nhập đoàn thể này đoàn thể nọ chúng ta cũng hăng hái tham gia mà không cân nhắc kỹ lưỡng các lý do tại sao chúng ta tham dự. Và biết đâu, người ta đi nhà thờ, chúng ta cũng đi nhà thờ mà không bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta đi nhà thờ. Người ta đi xưng tội rước lệ, chúng ta cũng đi xưng tội rước lệ. Mà có lẽ chưa bao giờ đặt ra câu hỏi nghiêm chỉnh tại sao chúng ta làm như thế. Dĩ nhiên, đức tin của chúng ta cần phải được nâng đỡ từ gia đình, xã hội, bởi người khác. Nhưng chúng ta không thể quên được rằng trước hết, Đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị giữa mỗi người và Thiên Chúa. Đức tin là một cuộc hành trình, trong đó mỗi con người phải tự thấy con đường mình đang đi. Chúng ta không thể sống đạo, giữ đạo vì người khác. Người Kitô có một đồng phục chung là đức ái. Nhưng cuộc sống của mỗi người không phải vì thế mà được đúc sẵn theo một khuôn mẫu, theo những công thức có sẵn, theo những lôi cuốn của đám đông. Trong cuộc hành trình đức tin, chúng ta cũng đồng hành với người khác. Nhưng mỗi người cần phải thấy rõ địa điểm mình đang đi tới. Có thấy rõ như thế, mỗi khi gặp mệt mỏi, trong gai thử thách, chúng ta mới có thể kiên vững tiếp tục tiến bước. Bài trích sách là sống